những người làm ra sơ trình, chúng ta có Missing. Phim toàn động từ thế này chắc phim hành động. Không, là phim trinh thám, sâu chuỗi sự kiện và tìm ra những bí mật bất ngờ. Phim hấp dẫn phết, không tin thì nghe review này. Năm 2018, sơ trình đã tạo ra một cơn sốt toàn cầu, tất nhiên là nghĩa bóng. Ừ thì giải trí là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là đưa khán giả đến một phong cách làm phim mới. Screenlight thật ra không mới lắm, nhưng Searching làm thành công hơn. Đây là một nhánh của found footage và là thể loại phim khán giả sẽ chứng kiến mọi thứ thông qua màn hình kỹ thuật số của nhân vật. Nghe có vẻ dễ nhỉ, kiểu chỉ cần một cái OBS là có thể làm phim ấy. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao cách làm phim như vậy lại cuốn hút? Câu trả lời nằm ở việc Screenlight rất phù hợp với thể loại phim trinh thám và bí ẩn, có thể là cả kinh dị, vì đạo diễn sẽ dễ dàng cài cắm các tình tiết trong mờ hỗn độn trên màn hình máy tính mà khán giả sẽ quên mất không để ý, hoặc cũng có thể là nhiều thông tin quá nên bị mất. Và cái lý do mà nó có thể vươn lên là vì giờ đang là xã hội 4.0, vậy nên màn hình máy tính hay kỹ thuật số nó đã trở nên quen thuộc với mỗi người dùng, khiến cho việc sử dụng nó để làm phim trở nên khả thi vì sự gần gũi. Nghe hợp lý phết. Biết cái gì cũng hợp lý không? Đó là câu chuyện trong Missing. Missing kể về một cô gái tên Jun, một cô bố từ sớm, được mẹ một tay nuôi dưỡng. Như bao cô bé thiếu thốn tình cảm gia đình, Jun mất dần sự tương tác với mẹ mình vì sự quan tâm thái quá của bà. Rồi một ngày đẹp trời, khi mẹ Jun đi chơi với bồ, hai người họ bỗng biến mất một cách đầy kỳ lạ. Điều này khiến Jun phải sử dụng khả năng stalk siêu đỉnh của mình để đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội của cả hai, lần mò ra các manh mối của sự việc. Dần dần các nút thắt được cởi bỏ, các bí mật được hé lộ, khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ và thú vị. Nội dung phim đòi hỏi sự tập trung cao độ, để ý đến các chi tiết nhỏ để đưa ra những suy luận về các nhân vật trong phim. Missing là phần tiếp theo của Searching, nhưng lại là một phim độc lập với tuyến nhân vật không dính líu đến nhau. Sau khi chúng ta có một người bố mù công nghệ tìm con, thì phần này là một đứa con siêu công nghệ tìm mẹ. Nhờ đó, các tình tiết sẽ có nhiều nút thắt hơn, phá án đã cái nư hơn. Còn đã như nào thì các bạn phải tự trải nghiệm đi. Hứa không phí, tôi đã đi hơn 10 cây sang Long Biên để xem đấy. Hứa là hay, nhất là cái kết của phim, chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên và thích thú. Bộ phim có thể loại giật gân phá án, nhưng đằng sau đó là bài học về gia đình quen thuộc. Gia đình không hạnh phúc, con lớn dần rời xa vòng tay của mẹ. Mẹ có người mới làm khoảng cách của con và mẹ càng lớn. Rồi vì biến cố mà cả nhà thương nhau, một concept rất quen thuộc, để rồi kêu gọi giá trị gia đình. Nhưng trong bộ phim này, giá trị gia đình có vẻ như khá thiếu sự phát triển. Nó chỉ là một yếu tố lồng ghép để hỗ trợ mạch truyện chính là trinh thám và giật gân, khiến cho những phân đoạn đầy cảm xúc của khán giả bị gãy. Mặc dù thì đây là một bộ phim nghiêng về trinh thám hơn, và cái hay chính vẫn nằm ở phần vén màn bí mật các thứ, nhưng tôi muốn yếu tố gia đình được khai thác tốt hơn, thực sự sẽ giúp người xem bớt lấn cấn hơn. Vì là thể loại phim mà thứ hiện lên trước mắt khán giả hầu hết là màn hình máy quay, máy tính, đoạn băng, nên cơ mặt và diễn xuất là thứ duy nhất để dẫn dắt người xem. Và Jun được thể hiện bởi Storm Ray đã làm tốt điều này. Để mà thành thật thì tôi hoàn toàn không biết cô bé này là ai cả, và thế là sau vài thao tác xem ai đã trở thành chuyên gia điện ảnh tầm cỡ phê phim nào. Cô bé này thật sự đáng chú ý khi đã góp mặt trong khá nhiều bộ phim bình đám như Ác Quỷ Ma Sơ 2, Biệt Đội Tự Tử Suicide Squad, và ấn tượng nhất là bộ phim Invisible Man, hay tựa Việt là Kẻ Vô Hình. Phim này cũng hay phết, anh em xem thử đi. Có lẽ đó là lý do cô bé tỏa sáng như trăng rằm trong bộ phim lần này. Jun hiện lên là một cô gái tuổi teen ngỗ ngược, ngang tàng, mạnh mẽ và đặc biệt thông minh. Điều này hợp lý vì mồ côi một nửa từ khi còn nhỏ, nên sự mạnh mẽ là điều hiển nhiên được tôi luyện. Kiểu mọi người cứ hay đùa nhau là trầm cảm là bệnh của nhà giàu ấy, chứ mà vào hoàn cảnh khó khăn thì chưa kịp trầm cảm đã chết đói rồi. Những nhân vật khác của bộ phim như bà mẹ, ông bồ, ông già được thuê đều thể hiện ít nhất là tròn vai, không bị gượng, không bị cringe rể, và chemistry ổn áp. Thế thôi cũng đã là tốt lắm rồi, và giúp người xem không có những khoảnh khắc kiểu tiên sư nhìn mặt đơ thế, gây khó chịu và dẫn đến mất tập trung vào cốt truyện cũng như các tình tiết khác. Vì như đã nói, thể loại phim này cần sự tập trung để hiểu được các tình tiết mà. Có lẽ với nhiều người chưa hiểu về thể loại phim Screenlight sẽ cảm thấy tò mò rằng một bộ phim dựa trên các màn hình kỹ thuật số thì có gì mà hấp dẫn. Câu trả lời là cách dàn dựng của Missing không chỉ khai thác sự FOMO nằm trong mỗi con người luôn muốn biết chuyện gì đang xảy ra, và giao diện máy tính thì đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi với tất cả mọi người. Như đã nhắc ở trên, thì bộ phim này thật sự đã làm được một điều đáng ghi nhận. Nếu từng xem Unfriended, một bộ phim có cách làm tương tự, chúng ta sẽ thấy một cách đặt vấn đề vô cùng hấp dẫn, nhưng càng về sau thì cách giải quyết lại càng khiến khán giả thất vọng. Nhưng với Missing thì khác. Tuy cách đặt vấn đề có phần khá giống với Searching, nhưng cách triển khai thì lại hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn. Nó khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Và các bạn mong đợi gì hơn một bộ phim bí ẩn giật gân nữa nào? Đó chắc chắn là sự bí ẩn sẽ luôn bí ẩn, đúng không? Chứ nếu mà đoán được trước thì sẽ không còn bí ẩn. Và tin mình đi, Missing sẽ không ít lần lừa khéo các bạn bằng cách đưa ra các manh mối có phần bịp bợm hay những phần nghi ngờ bị dập tắt nhưng lại được khôi phục ngay phân đoạn sau đó. Chúng ta sẽ hoàn toàn bị quay mòng mòng trong hàng xa số những tình tiết mà đạo diễn đặt ra. Nó như kiểu tham gia vào một trò chơi mà mình sẽ bị bất ngờ đến cùng vậy. Và quan trọng nhất, khi đến với những mảnh ghép cuối cùng thì mọi thứ lại trở nên sáng tỏ, logic, thuyết phục và thỏa mãn. Ngay cả cái cách cài cắm những yếu tố nhỏ nhỏ trong phim, nếu bạn để ý, cũng vô cùng tuyệt vời.
Nói đến đây thì những bạn nào đã từng tập tuệ với kịch bản phim sẽ hiểu cái cắm nó cần tư duy logic cũng như sự tinh vi tài tình đến mức nào. Có một điểm trừ mà nhiều người than phiền, đó là khả năng hack tài khoản của cô bé Jun trong phim có phần phi thực tế và vô hình chung gây ra sự coi thường hệ thống bảo mật của nhiều công ty lớn trên thế giới mà mình không tiện nói tên là Gmail. Nhưng cá nhân mình thấy sự phi thực tế này là chấp nhận được để xây dựng hình ảnh một người con gái thông minh và mạnh mẽ như mình đã nhắc ở trên, và cũng là để thúc đẩy nhanh quá trình tìm manh mối. Vì nếu như những tỉ tiết đó bị làm chậm lại, dễ dàng làm nguội lạnh cảm giác hiếu kỳ của khán giả. Còn nếu bạn cứ khăng khăng chê đó là lý do khiến bạn không muốn xem phim, thì tôi sẽ nói với bạn một câu mà sớm muộn cũng sẽ có người nói với bạn: bạn không làm được không có nghĩa là không ai làm được. Chấp nhận nó và xem phim đi. Đây là một bộ phim rất thỏa mãn yếu tố giật gân kinh dị. Tuy nhiên, khi những dòng credit hiện lên, có lẽ cảm giác của khán giả sẽ chỉ là sự hả hê khi giải đố thành công. Và mình vẫn đồng ý, nó là một bộ phim hay, làm tốt được thể loại mà nó đưa ra. Tuy nhiên, với một tác phẩm điện ảnh vẫn nên có một sự thăng hoa về cảm xúc, nhưng trong Missing thì không. Như đã nói ở trên, phim đã cố gắng lồng ghép các yếu tố gia đình, nhưng có lẽ do không đủ thời lượng để thể hiện nên yếu tố này nhạt nhòa và không đáng nhớ. Điều này cũng là dễ hiểu khi biên kịch hiểu rằng không nên tham lam nhồi nhét quá nhiều sẽ khiến cho mọi khía cạnh đều không tới. Bộ phim đã có rất nhiều tình tiết dày đặc, vậy nên nếu phát triển một tuyến cảm xúc riêng sẽ bị mất tập trung. Mình sẽ lấy ví dụ là phim Avengers Infinity War. Phần tư tưởng của Thanos cũng được thêm thắt, nhưng nó khá chạm vào cảm xúc của người xem. Khán giả được nhìn thấy nỗi đau của một tên bạo chúa, không phải chỉ là một kẻ độc ác đơn thuần. Và đó là lý do bộ phim có thời lượng 2 tiếng rưỡi. Còn áo trùng cuối thì đẹp, làm cái. Missing là một bộ phim đáng xăng, đáng đi xa và đáng xem. Một bộ phim nổ não đòi hỏi một cái bụng no và một cái thận khỏe. Vì đi vệ sinh giữa trường thì tạm biệt, nhân vật diễn xuất ổn, các trạng thái cảm xúc rất con người, không hề robotic. Tuy có vài tình tiết phi thực tế nhưng đóng góp cho câu chuyện chung. Nhiều cái cắm đáng giá, chấm điểm nhiều cửa sổ trên Siri vì Siri trong phim này quan trọng phết. Tôi là Châu Huệ Linh, còn bây giờ thì see ya.